Xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi chương trình thực hành tiếng Pháp trình độ sơ cấp 3. Đây là một bài đọc ở trong cái mảng xã hội, đề tựa là Sécurité routière, les accidents de la route. Sécurité là sự an toàn, routière là thuộc về đường xá, thuộc về một cái route là một con đường. Chẳng hạn như chúng ta có Le réseau routier français, hệ thống đường xá của Pháp. Le transport routier, vận chuyển bằng đường bộ, tức là để đối chiếu với lại vận chuyển về đường hàng không, vận chuyển về bằng đường biển, vận chuyển bằng đường sắt, xe lửa. Ở đây là vận chuyển bằng đường bộ, tức là bằng các cái xe tải. La gare routière, ga là một cái nhà ga này không phải dành cho các cái tàu lửa, các cái xe lửa, mà là ga dành cho các cái xe đò. La gare routière, chúng ta dịch là xa cảng. La carte routière, bản đồ đường xá. Như vậy routière là một adjective thuộc về cái danh từ route. Ở đây là sự an toàn ở trên đường xá, sự an toàn giao thông. Les accidents de la route, các cái tai nạn ở trên đường, chúng ta dịch là các tai nạn giao thông. L'année dernière, năm ngoái, 3.970 người đã bị giết chết, đã bị tử nạn ở trên các cái đường xá của nước Pháp. Tính từ dernier có hai nghĩa. Thứ nhất là sau cùng, tức là nó đến sau các cái yếu tố khác. Sau cùng, đây là yếu tố cuối cùng. Chẳng hạn như chúng ta ở một cái chung cư cao tầng và mình ở tầng trên cùng, tức là le dernier étage. Sau cái tầng này không còn cái tầng nào khác, tầng cuối cùng. La dernière minute, ở cái phút cuối, tức là cái phút sau cùng, sau đó không còn một cái thời gian nào nữa ở cái phút cuối. Chẳng hạn như là Z est la dernière lettre de l'alphabet français, ký tự Z là ký tự cuối cùng của bảng mẫu tự tiếng Pháp. Đó là ý nghĩa thứ nhất, ý nghĩa sau cùng, sau cái này thì không còn một cái yếu tố nào khác. Ý nghĩa thứ hai của dernier là dùng sau một số từ về thời gian để chỉ một thời điểm vừa mới qua. La semaine dernière, cái tuần vừa mới qua. Chúng ta đang sống ở tuần này, chúng ta nói về cái tuần trước, vừa mới qua, là tuần trước, la semaine dernière. Le mois dernier, chúng ta đang sống ở tháng này, chúng ta nói cái tháng đi trước, là tháng trước, le mois dernier. Mùa hè trước, tức là mùa hè năm ngoái, l'été dernier. Kỳ nghỉ hè năm ngoái, les vacances dernier. Tức là không phải là cái cuối, nhưng mà trước. Chúng ta đang sống ở thời điểm hiện tại thì cái tuần trước đó, cái tháng trước đó, cái mùa hè trước đó, kỳ nghỉ hè trước đó, chúng ta dùng dernier. Và dernier nếu đi trước danh từ thì có ý nghĩa là cuối cùng, đi sau danh từ thì có nghĩa là gần nhất đối với cái thời điểm hiện tại. L'année dernière, tức là năm vừa mới qua, chúng ta đang sống ở năm này thì năm vừa qua đã có 3.970 người bị tử nạn, bị giết chết ở trên các cái đường phố của nước Pháp. Depuis plusieurs années, từ nhiều năm, l'insécurité routière est au centre des préoccupations du gouvernement. Từ nhiều năm nay, l'insécurité routière, chúng ta lại gặp cái chữ tính từ routière, l'insécurité là phản lại la sécurité. Sécurité chúng ta gặp ở đầu bài là sự an toàn, đây là sự mất an toàn. Từ nhiều năm nay, sự không an toàn ở trên giao thông đường bộ là cái trung tâm điểm của cái mối ưu tư của chính phủ. Le gouvernement là một chính phủ. Préoccupation là danh từ của động từ préoccuper. Préoccuper là một verb ngoại động từ, verb transitive, làm cho ai bận tâm lo lắng. Tiếng Anh là to worry, làm cho ai lo, làm cho ai phải bận tâm. Vậy cái préoccupation là một cái điều lo lắng, bận tâm, dằn vặt. Au centre de, centre là trung tâm, au centre de là ở trung tâm. Từ nhiều năm nay, cái vấn đề mất an ninh ở trên giao thông đường bộ là nằm ở cái trung tâm điểm, tức là nằm ở, chiếm hết cái sự ưu tư, lo lắng, dằn vặt của chính phủ. À ce chiffre déjà
élevé. Il faut ajouter les 8945 personnes qui ont été blessées, donc 28546 ont été hospitalisés. Tại sao có cái giấy từ à ở đây? Xin chúng ta coi cái cấu trúc động từ ajouter quelque chose à quelque chose, thêm cái gì vào cái gì, thêm một cái vật gì vào một cái vật gì. Như vậy, thêm vào cái con số đã cao như vậy, con số này là khá cao, thêm vào cái con số bị tử nạn khá cao như vậy, còn phải thêm 80.945 người đã bị thương. Và trong số này có 28.546 người phải nhập viện. Chúng ta coi cái động từ hospitalize. Hospitalize là verb VT, tức là đưa một người vào bệnh viện. Bây giờ những người này bị thương thì được người ta đưa vào. Chúng ta dùng ở voix passive, ở thể thụ động. Trong số đó có 28.000 người đã được đưa vào bệnh viện. Đông là trong số. Trong số cái con số 80.000 này thì 28 người phải nằm ở bệnh viện để được điều trị. Les automobilistes constituent 53% des morts sur la route. Les automobilistes là những người chạy xe hơi, những người lái xe hơi. Constitue nghĩa đen là tạo thành. Ở đây chúng ta dịch là những người lái ô tô chiếm tới 53% những người bị tử nạn, người chết ở trên các cái đường xá. En regardant en détail tous ces chiffres, on constate que chacun d'entre nous n'est pas exposé de la même manière au danger de la route. Chúng ta có cái chữ détail. Détail là một cái chi tiết. En regardant en détail, nhìn một cách tỉ mỉ tất cả các con số bên trên. Nếu chúng ta lấy các con số bên trên mà chúng ta có cái dữ liệu, chúng ta phân tích ra, khi nhìn kỹ vào trong các con số này, on constate que, người ta nhận thấy rằng chacun d'entre nous n'est pas exposé de la même manière au danger de la route. Les dangers de la route, các cái mối nguy hiểm của đường xá. Động từ exposé, VT là phơi ra, bày ra. Être exposé à là được phơi ra, được bày ra. Chúng ta có thể dịch một cách thoáng đi là khi nhìn kỹ vào các cái con số này, người ta nhận ra rằng mỗi người trong chúng ta không có cùng một kiểu bị rơi vào những cái nguy hiểm của đường xá. Ainsi, si vous avez entre 18 et 24 ans, như vậy, nếu các bạn nằm ở trong cái độ tuổi giữa 18 và 24 tuổi, que vous habitez en rase campagne et que vous conduisez, vous courez bien plus de risques que les autres. Courez les risques, thì cũng như là động từ risque thôi, tức là có nguy cơ. Nếu các bạn ở trong cái độ tuổi 18-24 và nếu các bạn sống ở giữa cái vùng đồng quê mà bằng phẳng và các bạn lái xe thì các bạn có nhiều nguy cơ hơn là những người khác. Ở đây chúng ta nhận thấy có chữ cờ và có chữ cờ thứ hai, tức là không muốn lặp lại chữ xí này. Trên nguyên tắc nó là chữ xí này. Nếu các bạn ở độ tuổi này và nếu các bạn ở đồng quê và nếu các bạn lái ô tô, người ta không muốn lặp lại chữ xí thì chúng ta dùng chữ cờ. Et si vous avez entre 18 et 24 ans, que vous habitez en rase campagne et que vous conduisez, vous courez bien plus de risques que les autres. Chữ plus này chúng ta phải phát âm chữ S bởi nó đi trước một cái danh từ plus de. En effet, 25% des tués ont entre 18 et 24 ans. Thật vậy, 25% những người bị thiệt mạng thì có cái độ tuổi nằm giữa 18 và 24 tuổi. Et 86% des tués en voiture meurent en rase campagne. Và 86% những người bị thiệt mạng ở trong xe hơi thì là chết ở trên cái vùng đồng bằng. Un automobile là một chiếc xe hơi. Cái người chạy xe hơi là un automobiliste. Une moto là xe mô tô, là xe máy. Người chạy xe máy là un motocycliste. Nhưng mà một cái xe đạp
une bicyclette thì người đi xe đạp là un cycliste. Như vậy cái chữ ô tô, lái ô tô, chạy xe máy thì nó giống với cái danh từ của cái phương tiện. Trong khi đi xe đạp thì chúng ta thấy nó không có giống lắm nhưng mà cũng dễ nhớ. Un cycliste, người đạp xe đạp. Une automobile, un automobiliste. Une moto, un motocycliste. Une bicyclette hoặc là un vélo, un cycliste. Chúng ta đã coi các cái người mà nằm ở trong cái độ tuổi giữa 18 và 24 thì có nhiều nguy cơ bị tai nạn. Entre, entre là ở giữa, đây là một ở giữa tức là có nghĩa về không gian. La distance entre les deux villes, cái khoảng cách giữa hai thành phố này, khoảng cách giữa hai thành phố này, between, hoặc là chọn lựa giữa hai cái đồ vật, choisir entre deux choses. Như vậy chữ entre nghĩa thứ nhất là ở giữa, nghĩa thứ hai là trong số, among. Plusieurs d'entre nous, nhiều người trong chúng ta, ở trong bài này là chacun d'entre nous, mỗi người trong chúng ta. Plusieurs de, chúng ta để ý cái giới từ de, plusieurs d'entre nous, chacun d'entre nous. En rase campagne, đây là một cái thành ngữ nói là ở một cái vùng đất trống, một vùng đồng quê trống trải. Rase là cạo trọc, là cắt ngắn, là nhẵn nhụi. Ở rase campagne là một thành ngữ dùng cái tính từ này, nói là vùng đất trống không có nhiều nhà cửa, không có nhiều các cái công trình xây dựng. Courir le risque là một cái cách nói tương đương với risque de, có nguy cơ. Tiếng Anh thì dùng giống nhau, risque de hoặc là courir le risque. Tiếng Anh dùng là to risk doing something. Như vậy chúng ta coi lại, les automobilistes là những người chạy xe hơi. Rồi chúng ta coi cái chữ chacun d'entre nous hoặc là plusieurs d'entre nous, mỗi người trong chúng ta hoặc là nhiều người trong chúng ta. Và chúng ta coi cái động từ courir le risque. Courir le risque còn có nghĩa là risque. Courir có nghĩa là chạy, ở đây chúng ta không có dịch là chạy. Courir le risque, có nguy cơ. Và chữ en rase campagne, rase là chọc, là nhẵn nhụi. Ở đây rase campagne là một cánh đồng trống, không có nhà cửa dinh thự gì hết. Và những cái bạn trẻ ở trong cái độ tuổi 18-24, entre, ở giữa 18 và 24, trong cái độ tuổi này. Notez que l'alcool compte pour beaucoup dans les accidents de la route. Plus 40% des jeunes tués ont été victimes d'un accident dans lequel la consommation excessive d'alcool était en cause. Donc, te compter, nó có nhiều cách dịch. Compter, nếu là verbe transitif, tức là có đối tượng, thì có nghĩa là đếm, là tính. Chẳng hạn đếm từ 1 tới 10, đếm sách, đếm vở, đếm bàn, đếm ghế, đếm hoặc là tính cái gì. Compter nếu là verb intransitif là được chú ý, được coi trọng, được kể đến. Compter sur VTI, tin tưởng nơi ai hay nơi cái gì. Compter đi với động từ nguyên thể infinitive có nghĩa là dự tính làm, có dự tính làm. Compter ở trong bài này là VI. Chúng ta hãy lưu ý rằng rượu mạnh, rượu cồn, rượu ở trên 45 độ thì đáng kể, được tính là một thành phần quan trọng đáng kể trong nhiều cái tai nạn giao thông. Bởi vì 40% những người trẻ bị thiệt mạng, tức là bị giết chết đó, đã là nạn nhân của một cái tai nạn. Trong cái tai nạn này, việc tiêu thụ quá nhiều alcohol đã là một cái nguyên nhân. Chúng ta coi victim. Victim là một danh từ feminine, một nạn nhân. Cho dù nạn nhân đó là một người phái nam, một người đàn ông thì cũng dùng là victim. Une victime de guerre, nạn nhân chiến tranh. Vậy trong này có thể có cả phụ nữ, có cả đàn ông, chúng ta cũng gọi là une victime. Một người đàn ông là nạn nhân của chiến tranh, bị thương tật, cũng gọi là une victime. Une victime de l'agent orange, một nạn nhân của chất độc màu da cam, có thể là một người phái nam, cũng có thể là người phái nữ, chúng ta cũng dùng une victime. Une victime de harcèlement. Harcèlement là sự quấy nhiễu, không để cho người ta yên, nạn nhân của sự quấy nhiễu. Une victime de violence conjugale, nạn nhân của những cái bạo hành
ở trong hôn nhân, conjugal là adjective, dính dáng tới hôn nhân, liên quan tới hôn nhân. Violence là những sự bạo hành, bạo động. Excessive là adjective, masculine là excessive, feminine là excessive, excessive là thái quá, là quá đáng. Chẳng hạn, des mois de travail excessif l'a rendu malade. Những tháng làm việc quá mức đã làm cho người ấy trở nên ốm. Excessive là adjective, danh từ là un excès. Chẳng hạn, un excès de vitesse, chạy quá tốc độ, un excès. Manger avec excès, ăn với sự thái quá, ăn quá nhiều, ăn quá cái mức của mình. Chúng ta hãy lưu ý rằng rượu đã được tính vào là được kể đến trong rất nhiều cái tai nạn giao thông, bởi vì 40% những người trẻ bị thiệt mạng đã là nạn nhân của một cái tai nạn, mà trong cái tai nạn này việc tiêu thụ quá nhiều rượu đã được kể đến. Être en cause tức là liên đới, tức là chịu trách nhiệm. Cái trách nhiệm của các cái nạn nhân của các cái tai nạn đường xá này do là tiêu thụ rượu quá nhiều, trách nhiệm là do việc consommation excessive d'alcool. Tôi xin đọc lại một lần sau khi đã giải thích. Các anh chị nào có nhu cầu nghe nhiều lần thì xin nhấn vào cái nút loa ở đây để có thể nghe nhiều lần. Sécurité routière, les accidents de la route. L'année dernière, 3970 personnes ont été tuées sur les routes de France. Depuis plusieurs années, l'insécurité routière est au centre des préoccupations du gouvernement. À ce chiffre déjà élevé, il faut ajouter les 80945 personnes qui ont été blessées, donc 28546 ont été hospitalisés. Les automobilistes constituent 53% des morts sur la route. En regardant en détail tous ces chiffres, on constate que chacun d'entre nous n'est pas exposé de la même manière au danger de la route. Ainsi, si vous avez entre 18 et 24 ans, que vous habitez en rase campagne et que vous conduisez, vous courez bien plus de risques que les autres. En effet, 25% des tués ont entre 18 et 24 ans et 86% des tués en voiture meurent en rase campagne. Notez que l'alcool compte pour beaucoup dans les accidents de la route, puisque 40% des jeunes tués ont été victimes d'un accident dans lequel la consommation excessive d'alcool était en cause. Sau đây là một số câu hỏi để chúng ta tìm hiểu cái bài đọc bên trên. Số 1. Quel est le nombre de tués sur les routes françaises? Con số những người bị tử nạn ở trên các đường xá nước Pháp là con số bao nhiêu? Câu số 2. Combien de personnes ont été blessées l'année dernière? Năm ngoái, có bao nhiêu người đã bị thương? Combien de personnes ont été hospitalisées? Có bao nhiêu người đã bị đưa vào nhập viện? Où court-on le plus de risque d'avoir un accident en France? Ở đâu người ta có nhiều nguy cơ nhất để bị tai nạn ở bên Pháp? Est-ce différent dans votre pays? Ở bên nước bạn có cái gì khác biệt không? Cái câu số 5 này người ta để mở để chúng ta tùy ý trả lời theo ý của mình, theo cái hoàn cảnh của bên xứ của mình. 4 câu ở bên trên 1, 2, 3, 4 chúng ta dựa vào bài đọc để trả lời. Và sau cái phần này, sau khi nghe, các anh chị tìm hiểu và có cái phần giải đáp response, tôi ghi ra cái phần response để chúng ta tìm hiểu luôn. Quel est le nombre de tués sur les routes françaises? Con số những người bị tử nạn trên các đường xá nước Pháp là con số nào? Đáp án là
3970 personnes sont mortes sur les routes de France. Con số này chúng ta lại nhắc lại, 3 là 3, 1000 3 ngàn, nhưng mà 1000 là không bao giờ có S. 1000 là một con số không bao giờ có S. 900 là một con số nhiều, nhưng mà son không có S, bởi vì đi sau số 100 còn các cái con số khác. Soixante-dix bắt buộc phải có cái gạch nối. Như vậy trong cái con số 3970, chúng ta nhớ 3 điều. 1000 là một con số không bao giờ có S. 900 là số nhiều nhưng mà không có S, bởi vì đi sau cái số trăm này còn có các con số khác. Soixante-dix luôn luôn phải có gạch nối. Combien de personnes ont été blessées l'année dernière? Năm ngoái có bao nhiêu người bị thương? 80.945. Ở đây chúng ta cũng để ý 3 điều. 80, nếu đứng riêng một mình thì 80 có S, bởi vì đây là 4 lần 20. Nếu chúng ta chỉ ghi con số 80 thì vai này phải có S. Nhưng sau vai còn các con số khác thì vai này không có S. 1000, chúng ta đã nhắc ở bên trên, 1000 là một chữ số không bao giờ có số nhiều, không bao giờ có S. 900 cũng giống như ở bên trên này, 900 không có S, bởi vì đi sau chữ son còn có các cái con số khác. 45 luôn luôn phải có gạch nối. 80.945. Combien de personnes ont été hospitalisées? 28.546 personnes ont été hospitalisées. Hospitalisées, ở đây có chữ S. Như vậy cũng giống như các cái quy tắc viết số đếm ở bên trên. Chúng ta thấy 28.000 là con số nhiều, nhưng mà 1000 cũng không có S, bởi vì đây là một cái chữ số không bao giờ có S. 500 cũng không có S, bởi vì đi sau số 100 này còn các con số khác. Và 46 phải có cái gạch nối. 28.546. Où court-on le plus de risque d'avoir un accident en France? Ở nơi nào mà người ta bị nguy cơ nhiều nhất bị gặp tai nạn ở bên nước Pháp? C'est en race campagne. Est-ce différent dans votre pays? Có khác biệt với ở bên nước chúng ta không? Nước của các bạn không? Xin chào tất cả các anh chị.